Thưa quý vị, sâm ngọc linh là cây dược liệu quý phát triển mạnh tại vùng núi cao nguyên huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum thuộc dãy núi Ngọc Linh. Cây sinh trưởng tốt ở độ cao từ 1.400m trở lên so với mực nước biển. Để bảo tồn nguồn gen, nhân rộng được giống dược liệu quý ở những vùng đất có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tương đồng, một doanh nghiệp tư nhân đã táo bạo thí điểm trồng sâm ngọc linh tại địa phận vùng núi cao của tỉnh Đắk Lắk. Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, xã Chư Clông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk là nơi công ty Kỳ Nam Việt chọn trồng thí điểm cây sâm ngọc linh với nguồn giống do công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh Quảng Nam cung cấp, di thực từ núi Ngọc Linh, huyện Nam Trà My. Công ty Kỳ Nam Việt được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao hơn 350 hecta rừng để thực hiện dự án nhân giống và bảo tồn sâm ngọc linh tại huyện Chư Clông. Bằng mọi giá và quyết tâm gây dựng bảo tồn gen để nhân rộng cái giống sâm quý này cho cái Việt Nam mình, và để nó giúp ích cho sức khỏe của cộng đồng và chữa bệnh cho nhiều người. Sau 5 năm trồng nhân giống, công ty Kỳ Nam Việt đã phát triển được hơn 45.000 gốc sâm ngọc linh 5 năm tuổi, được trồng vào 190 luống, tổng diện tích thí điểm 2 hecta rừng, theo kế hoạch phát triển đến 10 hecta. Theo Kỳ Nam Việt, nếu sâm ngọc linh trồng ở Quảng Nam 5 năm tuổi cho hàm lượng dinh dưỡng đạt chuẩn và tiến hành khai thác, thì ở Đắk Lắk, sâm cần thời gian 8 năm tuổi mới cho chất lượng tốt. Tôi muốn tất cả nó mọc giống như là cái rừng thiên nhiên vậy đó. Chứ không muốn cho một bất kỳ một cái phân nào vào đây. Chúng tôi chỉ có lấy cái mùn, cào cái mùn đem về đắp cho nó và để cho nó lớn tự nhiên theo cái đỉnh núi sâm ngọc linh vậy đó. So như vậy sống được giữ được 5 năm để nó ra hạt như vậy là cho là thành công rồi. Chúng tôi có chủ yếu là cây chủ lực là cây cà phê, cây tiêu, cây sầu riêng, cây bơ. Nhưng mà cái bền vững lâu dài chúng là chủ yếu là cà phê thôi. Như vậy là thêm một cái nguồn cái cây mới, cây sâm ngọc linh trên địa bàn huyện nữa thì đúng là mở ra một cái hướng mới để giúp cho cái việc phát triển kinh tế, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, giúp xóa đói giảm nghèo. Không chỉ phát triển sâm ngọc linh, công ty Kỳ Nam Việt còn di thực trồng nhiều loại dược liệu khác của Quảng Nam như đẳng sâm, ba kích, cây ươi bay, xả chanh Tây Giang.